À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Hi guys, xin chào các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với những bài giảng của cô. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chinh phục một bài học mới vẫn với chủ đề của Unit 4, My Neighborhood. Như thường lệ thì bài học số 2 của chúng ta sẽ là phần A Closer Look 1. Ở phần này chúng ta sẽ được bổ sung rất là nhiều vitamin từ vựng và học một chút về phần pronunciation, tức là phát âm nữa các em nhé. Các em hãy nhanh chóng lấy sách giáo khoa, bút, vở và ngồi vào bàn học thật là chỉn chu, rồi sau đó chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu bài học ngày hôm nay nha. Và mình sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là phần vocabulary, phần từ vựng. Các em hãy xem là bài đầu tiên người ta yêu cầu mình làm gì nha. Match the places below with the pictures, then listen, check and repeat the words. Các em hãy quan sát bức tranh ở dưới đây, rồi là nối những cái địa điểm phù hợp với bức tranh. Ở đây người ta đang cho chúng ta là từ 1 đến 5, là 5 địa điểm trong tiếng Anh nè. Và 5 bức tranh tương ứng từ A, B, C, D, E. Đó, vậy thì để nối được những cái từ này với các bức tranh thì chúng ta phải hiểu nghĩa nó đã, được không ạ? Thì ở đây các bạn hãy nhanh chóng ghi cho cô 5 từ mới này vào vở nha. Đó là những danh từ chỉ nơi chốn. Đây, chúng ta sẽ có những từ nào. Square. Square. Square ở đây nghĩa là quảng trường các em nhé. Square, quảng trường. Ví dụ như chúng ta có quảng trường Ba Đình lịch sử ấy, quảng trường Ba Đình thì chúng ta sẽ có là Ba Đình Square. Tiếp theo, từ thứ hai mà các bạn cần phải nhớ đó là Art Gallery. Art Gallery nghĩa là triển lãm nghệ thuật, cái khu triển lãm nghệ thuật. Đấy, thế thì các bạn chú ý là cô đọc đến từ nào, các bạn đã nắm bắt được nghĩa rồi thì hãy quan sát nhanh cái bức tranh ở bên cạnh, rồi sau đó chúng ta sẽ tự động nối luôn nha. Nó rất là dễ, chỉ cần biết nghĩa là các bạn sẽ nối được ngay rồi. Tiếp tục, từ thứ ba, cathedral. Cathedral, cathedral nghĩa là nhà thờ lớn. Tiếp tục, chúng ta có từ temple. Temple nghĩa là ngôi đền. Và từ cuối cùng, railway station. Railway station, nhà ga. Bây giờ chúng ta sẽ đọc ngược một lần nữa từ dưới lên trên để nhớ thêm các em nha. Railway station. Railway station, nhà ga. Temple. Temple, ngôi đền. Cathedral. Cathedral, nhà thờ lớn. Art gallery. Art gallery, khu triển lãm nghệ thuật. Square. Square, quảng trường. Đó là người ta đang liệt kê ra một số những địa điểm mà có thể xuất hiện ở trong khu vực mình sống. Ngoài những địa điểm này ra thì các em có thể liệt kê cho cô biết một số những nơi mà xuất hiện ở trong gọi là neighborhood, tức là nơi mà chúng ta sinh sống đó. Liệt kê ra càng nhiều càng tốt các em nha. Đây, ví dụ như là trong khu mà chúng ta sống thì sẽ có những cái nơi khác, những cái other places như là gì ạ? Park là công viên, nơi mà chúng ta kiểu hay đi dạo, đi bộ sau mỗi lần mà đi học về, hay là rủ các bạn bè vào công viên để chơi đá bóng chẳng hạn. Cinema. Cinema là rạp chiếu phim, nơi mà cuối tuần nào hay là cuối tháng nào mình cũng rất là mong được bố mẹ cho đi xem một bộ phim mới ở rạp chẳng hạn. Supermarket. Supermarket là gì ạ? Là siêu thị này. Shopping mall là trung tâm mua sắm. Bạn nào mà biết những cái từ này rồi thì thôi, không sao, không cần phải ghi vào vở. Nhưng bạn nào mà vẫn chưa biết thì hãy nhanh chóng chép vào giúp cô nhé. Mình đọc lại lần nữa nào. Shopping mall, trung tâm mua sắm. Supermarket, siêu thị. Cinema, rạp chiếu phim. Park, công viên. Đó, các bạn đã nhớ chưa nào? Cả những cái từ đằng trước nữa với từ thêm 4 từ này là cũng gần được 10 từ mới rồi đó. Tiếp theo, chúng mình sẽ đến với bài tập 2, Work in Pairs. Ask and answer question about where you live. Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời những cái hỏi về nơi mà các em sống. Đây, ví dụ nhá. Ví dụ như là mình sẽ hỏi là có cái nọ cái kia ở trong khu mình sống hay không?
áp dụng những danh từ chỉ nơi chốn mà chúng ta đã được học ở bài 1. Đây, các bạn có thể đọc đoạn hội thoại giữa bạn A và bạn B này. Is there a square in your neighborhood? Có phải là có một cái quảng trường ở trong khu cậu sống không? Nếu như có đúng như vậy, mình sẽ trả lời là yes, there is. Còn nếu như không phải thì sẽ là no, no, there isn't. Rất là dễ thôi, các bạn cứ dùng cấu trúc there is, there are cho cô để hỏi nhau nhé. Đây, cô cho thêm một ví dụ khác nữa này. Is there a shopping mall in your neighborhood? Có phải là có một khu mua sắm ở chỗ cậu sống hay không? Tương tự, nếu như đúng thì sẽ là yes, there is. Không phải thì sẽ là no, there isn't. Các bạn cứ vận dụng những danh từ chỉ nơi chốn của bài tập 1, hỏi đi hỏi lại thật là nhiều lần để chúng ta sẽ nhớ thêm những danh từ đó nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 3. Work in groups. Ask and answer about your neighborhood. You can use the adjectives below. Tức là chúng ta vẫn tiếp tục hỏi và trả lời về những cái khu vực ở nơi mình sống. Nhưng mà thay vì hỏi là có cái địa điểm nọ, địa điểm kia không, thì chúng ta sẽ dùng tính từ để sao ạ? Để miêu tả khu mà mình đang sống. Ở đây người ta đang cho chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tính từ ở đây này. Các bạn hãy nhìn qua xem là có từ nào mà các bạn đã biết rồi không. Còn từ nào chưa biết thì lại nhanh chóng tích lũy vào vở các bạn nha. Mình có những từ này. Đây, cô sẽ cho các bạn xem nghĩa, chúng mình cùng nhau đọc và nhớ nghĩa luôn nhá. Noisy. Noisy. Ồn ào. Crowded. Crowded. Đông đúc. Peaceful. Peaceful. Yên bình. Quiet. Quiet. Yên tĩnh. Modern. Modern. Hiện đại. Beautiful. Beautiful. Xinh đẹp. Busy. Busy. Bận rộn. Và từ cuối cùng là boring. Boring. Nhàm chán. Mình sẽ cùng nhau đọc ngược lại từ dưới lên trên thêm một lần nữa các em nhé. Boring. Nhàm chán. Busy. Bận rộn. Beautiful. Xinh đẹp. Modern. Hiện đại. Quiet. Yên tĩnh. Peaceful. Yên bình. Crowded. Đông đúc. Và từ cuối cùng, noisy. Nghĩa là ồn ào. Thế bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào? Đây, cô sẽ cho các em một ví dụ. Mình sẽ tiếp tục đưa ra những cái câu hỏi nghi vấn. Thay vì hỏi về địa điểm, mình sẽ hỏi về tính chất các bạn nhé. Đây, is your neighborhood busy? Có nghĩa là gì ạ? Có phải là khu nơi mà bạn đang sống thì rất là bận rộn hay không? Đấy, nếu như mà đúng rồi thì mình sẽ là yes, it is. Còn không phải thì mình sẽ trả lời bằng cách là đưa ra một cái tính chất khác. Không, chỗ mình không có bận đâu, chỗ mình rất là yên bình. Sẽ là gì đây ạ? No, it's peaceful. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ đặt câu hỏi với những cái tính từ mà người ta đã đưa ra ở đây. Các em nhé. Hay là một ví dụ khác này. How is your neighborhood? Tức là sao ạ? Tức là cái khu mà cậu sống thì như thế nào? Thì khi mà người ta hỏi cái câu này thì các em không cần phải trả lời yes hay no nữa, mà mình sẽ dựa vào thực tế luôn. Nếu như mà khu của mình đang sống kiểu đông đúc thì mình sẽ trả lời là it's crowded. Khu của mình sống mà nó hiện đại thì mình sẽ trả lời là it's modern. Ví dụ như ở đây người ta trả lời là gì ạ? It's quiet and beautiful. Tức là nơi đây thì yên tĩnh và rất là đẹp. Cứ như vậy các em hãy thực hành với các bạn, cứ hỏi nhau về cái khu mà các em đang sinh sống và dùng những cái tính từ mà các em đã được học để miêu tả về neighborhood, về cái khu vực mà các em đang sinh sống các em nhé. Rồi, thế là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần vocabulary ngày hôm nay rồi đó. Mình tích lũy cũng phải đến 20 từ mới đấy nhở. Một nửa là về phần danh từ chỉ nơi chốn này, một nửa là về những cái tính từ, tính chất để mà miêu tả những cái nơi đấy. Đó, thì các em phải chú ý học thật kỹ để không quên những từ này nha. Rồi, tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là phần pronunciation, phần phát âm. Trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt hai âm là âm i và i. Ở đây ý, một cái nó là i ngắn, để các em chú ý nhé. Có mỗi một chữ i ngắn này này.
thì mình sẽ phát âm nó rất là ngắn gọn, rất là dứt khoát. I, I. Còn cái âm y mà có hai chấm này này thì mình sẽ phát âm nó dài ra thêm một chút. I, I. Đấy, rất là dễ thôi, được không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái phần bài tập ở đằng sau để các em có thể luyện tập nhiều hơn về hai âm này nhá. Mình sẽ đến với bài 4 nào. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds I and E. Ở đây thì người ta đang cho chúng ta tất cả là 8 từ. Trong 8 từ này thì sẽ có xen kẽ giữa âm I là I ngắn ấy, và I, I hai chấm là I kéo dài. Thì các em hãy chú ý nghe thật là cẩn thận xem, để tí nữa mình chia những cái từ này ra làm hai cột. Một cột là có I ngắn, một cột là có I dài. Bây giờ thì cô sẽ bật băng, các em hãy lắng nghe thật kỹ, rồi sau đó chúng mình chịu khó là sắp xếp các từ này vào hai cột cho nó phù hợp các em nhá. Ok, đã nghe xong rồi được không nào? Có vẻ như nếu như là đầu tiên mới tiếp xúc với cái kiểu này ấy, nghe chắc là các em chưa thấy rõ lắm đâu. Nhưng mà không sao, bạn nào mà vẫn còn ù cà cà ấy thì đừng có lo, mình cứ tiếp tục nghe thêm lần nữa đi. Nghe 2-3 lần kiểu gì các bạn cũng sẽ thấy cái sự khác nhau giữa y ngắn và y dài. Nhớ nhá, cái y là người ta nói rất là dứt khoát, nhưng mà cái y thêm dấu hai chấm ở đằng sau ấy nó sẽ kéo dài ra y, y. Đó, ví dụ ở đây nhá. Expensive. Expensive, y ngắn này. Convenient, convenient, cái âm hai này nó là y gì ạ? Y dài này. Exciting, exciting, cũng là âm y, rất là dứt khoát, âm ngắn, đúng không ạ? Cheap, cheap, âm y hai chấm, y dài. Noisy, noisy, y ngắn tiếp này. Friendly, friendly, cũng là y ngắn nhá. Peaceful, peaceful, nghe thì cũng biết nó là âm y hai chấm y dài rồi, đúng không? Và từ cuối cùng, clean, clean, làm sạch, cũng là y dài. Đó, sau khi mà cô đã đọc lại thêm một lần 8 từ này thì các em đã tự tin sắp xếp vào hai cột này chưa? Quá dễ luôn, đúng không? Với cột đầu tiên nhá. Y, âm y, mình sẽ có những từ như sau. Noisy, exciting, expensive và friendly. Còn 4 từ còn lại chúng ta sẽ lắp vào cái âm y, y hai chấm, y dài đây. Mình sẽ có là gì ạ? Convenient, convenient, clean, clean, cheap, cheap và peaceful, peaceful. Đấy, rất là dễ nhá, rõ ràng luôn nhá. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo là bài 5. Listen and practice the chant. Notice the sounds I and E. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe một bài đồng giao. Và các em hãy chú ý xem chỗ nào người ta phát âm có âm I và chỗ nào có âm E. Trước khi nghe thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc qua cái bài này một chút nhé. Nào, my neighborhood. Khu hàng xóm nhà tôi này. My city is very noisy. There are lots of trees growing. The people here are busy. It's a lively place to live in. Thành phố của tôi thì rất là ồn ả này. Có rất là nhiều cây đang mọc lên. Con người nơi đây thì bận rộn. Đó là một nơi sôi động để mà sống. My village is very pretty. There are lots of places to see. The people here are friendly. It's a fantastic place to be. Ngôi làng của tôi thì rất là đẹp, có rất là nhiều nơi để mà du hí, để mà ngắm cảnh. Con người ở đây thì thân thiện. Đây là một nơi tuyệt vời. Đấy thì sau khi cô dịch cho các bạn nghe cái bài đồng giao này thì các bạn đã hiểu hết nghĩa rồi, đúng không? Bây giờ thì cô sẽ bật băng lên cho cô và các bạn cùng nghe bài này nha. Unit 4. My neighborhood. Page 40. A closer look. 1. Pronunciation. Activity 5. Listen and practice the chant. Notice the sounds I and E. My neighborhood. My city is very noisy. There are lots of trees growing.
The people here are busy. It's a lively place to live in. My village is very pretty. There are lots of places to see. The people here are friendly. It's a fantastic place to be. Ok, thế là chúng ta đã nghe xong rồi nhá. Nghe giai điệu thì cũng thú vị đúng không nào? Các em hãy chịu khó là cứ tua đi tua lại thật là nhiều lần. Mình nghe đi nghe lại đi, coi như là một cái phần giải trí ở đằng cuối bài học này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng ôn tập được rất là nhiều những cái tính từ đây này, từ mới mà ngày hôm nay chúng ta đã được học nữa. Đó, bạn nào mà thích nữa thì sao ạ? Thì có thể chép cái bài này ra vở, xong rồi mình học thuộc. Hôm sau là mình cứ tự tin mà hát cái bài đồng dao này thôi. Vừa vui này, vừa giải trí này, lại còn nhớ được cả từ mới nữa thì tội gì mà không học đúng không? Rồi nha, ok. Sau khi mà hoàn thành xong 5 bài tập ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc luôn bài giảng của cô rồi. Rất là cảm ơn các em đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo nhé. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.